Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hello, xin chào mọi người. Theo cái lời hứa của cái video trên kênh Color Việt Nam thì bây giờ mình sẽ quay video mình với em Lam đi hay mận. Thì nãy đây quãng đường cũng tương đối là khó đi nên mình lát nữa về mình sẽ quay lại cái khúc đường mà mình với em Lam đã ghi từ đây. Còn bây giờ thì mình với em Lam đã dừng ở đây và đi bộ lên trên nương. Đi bộ lên trên nương thì cũng xa ấy nhỉ? Thì cũng tầm khoảng độ chưa bị quay à? Chưa quay rồi á? Trước đi trồng rừng. À, trước đi trồng rừng là đi đường trên kia, bây giờ mình đi đường này. Đấy thì lát nữa về mình sẽ quay khúc kia, còn bây giờ mình với em Lam đi khúc này. Rồi, đi em ơi. À, bây giờ mình với em Lam sẽ lên hái mận cơm để lát nữa em Lam mang ra ngoài đường đi bán. Thì mận cơm nó tương đối nhỏ và không đẹp nhưng mà ăn nó rất là ngon, rất là ngon. Đi em ơi. Làm gì á? Làm gì á? Đây các bạn nhìn thấy em Lam không? Đeo cái ghế bế rất là đẹp. Đấy, ở đây còn có khe nước nhỏ nữa này. Nước chảy róc rách suốt ngày. Tại vì bây giờ là đang là mùa nó có mưa đấy, là nước nó sẽ có nước ngầm, nó sẽ có và nó sẽ chảy ra đây. Nước này thì tại trâu bò đi nên là nó bẩn rồi, ở dưới đây nó bẩn rồi, còn ở trên cao ấy thì nó sẽ sạch hơn. Đi nào em. Nước đây chảy quanh năm ấy. Nước đây chảy quanh năm á? À, có phải khóa cổ xe không em? Không à, từ từ để anh lên trước cho. Anh lên trước anh kéo. Kéo làm gì? Trơn em sao? Đưa tay đây. Trời ơi ghê chưa. Cái dây nước này là người ta dẫn tới đây đúng không? À, để người ta bơm vườn quýt à? Tới vườn quýt à? Đi, em đi trước đi. À, cho em đi trước thoải mái. Đây, các bạn thấy phong cảnh hôm nay đẹp không? À, hiện tại bây giờ đang là buổi sáng các bạn ạ. Đấy, bình minh đang lên kìa. Đấy. À, phong cảnh ở đây rất là đẹp. Đi sang bên này chứ em? Mà đi qua suối thôi. Thôi đi thẳng đi. Đi thẳng hơi xấu. Cây này này. Cây mâm xôi. Wow, dốc quá, đi được không? Wow, trong kia có vườn đào to thế nhỉ, có trái không em? Không có à? Đào năm nay không có trái. À, đào ta hả? Đào ta là bán cảnh đấy đúng không? Đây, đi qua đây này em này, nó dễ đi này. Qua đấy làm gì? Đúng cái gì nữa, qua đây là lên nương mình rồi. Các bạn xem làm đi này. Quên mất không để anh đeo cái bế. Bế nặng mấy chục cân. Ok, để cho em xách luôn. Hiện tại chưa đến 7 giờ nên là chưa có ai đi làm nữa. 7 giờ người ta cũng còn đi làm đâu. Ừ, tại vì bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm. Nơi đây là nơi rất nhiều kỷ niệm. À, hôm bữa trồng lên này này, gừng lên này này. Đây các bạn này, cây gừng đã lên này này. Đấy, còn đây là mận cơm. Sao cây này không có quả trái nào chín hết trơn này? Có bị bật trộm không? À đây đây. Đây. Người ta cũng không mua quả chín ấy. Đây các bạn ơi, đây là trái chín này. Trái màu vàng là được đúng không em? À. Đây. Mình chưa ăn sáng nên là mình chắc chưa dám ăn quá. Nhờ. Sao em bật trái xanh thế? Đây anh đeo bế cho nào. Chín quá người ta lại chấm. Sao kỳ ấy? Quả chín nó cũng giòn ấy, nó mềm. À. Ủa, trên kia có trái chín cả, để anh lên bắt. Trái chín để lát anh ăn nhá, anh lại thích ăn trái chín. Đây. Hên quá hôm nay không có ai đến bắt đây này em ơi. Cành này nhiều này. Để em bớt mọn trong hoa trước. Đâu. Wow, tám hoa rồi. Có một quả chín kìa. Chỗ này đang trồng gừng mà. Wow, chín đỏ luôn này. Ok, cái này thì chín nhiều nhỉ. Em vứt về đằng sau nó úi rớt ra ngoài này. Wow. Mọi người thấy đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Mận cơm cũng chín nhiều này. Ừ, mận cơm chín nhiều. Ô, sao em không hái mận cơm? Hái mận đông hoa chưa chứ, cảm thấy hái lưới lộn rồi đó. Vậy hả?
Đào ta, đây là đào ta đúng không? Đây anh. Wow, to. Vậy mình phải đi hai lần à? Đây anh đào bế chưa? Nào. Khoai sọ ngày trước anh trồng đấy. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ mình là người đeo bế rồi. Để cho em làm. Đấy, trái ngon. À, hai cả lá vậy à? Cho nó không bị mất phấn luôn. Có lá nó sẽ đẹp. Wow. U là trời. U là trời. Sướng thế. Trái to. Thôi. Anh vứt hai trái nó ra ngoài hai trái luôn. Ừ, mặn tam hoa hơi ít. Hôm qua hái rồi ạ? Đây, đánh bắt chồng. Này, em bổ bế này, anh bổ không quen nó ra ngoài hết. Hai trái này bớt không? To. To. Ứng ương. Nó hơi đỏ đỏ. Tức lại ra ngoài. Chưa có kỹ năng bỏ ra vào trong bế. Này em. Wow. Bỏ khẩu trang ra đi. Không mệt à? Đeo khẩu trang không biết không mệt à? Ừ, đeo khẩu trang đi nương này anh đi không nổi. Anh đeo không nổi chứ có phải không nổi. Tại vì nó mệt quá, nó không đủ hơi. Rồi đi. Ôi giời, ta trồng dưa. Ô, sao mình không trồng dưa nhỉ? Mình trồng rồi. Trồng ở đâu? Mẹ trồng dưa. Dưa hổng á? Cây này mận cơm đúng không? À, tam hoa đấy chứ. Nhưng mà không có trái. Đâu? Xem nhìn thấy được hay này. Mọt đỏ đấy. Oh wow. Wow. Đưa tay đây. Mày đâu? Chưa ăn cơm mà đã bắt leo đồi rồi. Em hái quả. Em hái quả này. Anh hái quả này. Đây, đây các bạn ơi, u là trời, nhìn nó sướng gì đâu này. Em, hái đi. Đưa đây. Các bạn thấy cuộc sống trên này như thế nào? Vì hơi mệt tí nhưng mà cũng rất là vui. Wow, dưới kia có một cây mận tam hoa đỏ kìa em kìa. Thấy không, em thấy không? Ô, trên kia nữa kìa. U là trời. Cái kia mận cơm hay mận gì ấy? Đưa đây nè, mận cơm. Mận cơm mận đỏ đỏ, nguyên cành vậy luôn hả? U là trời. Để lát nữa mình sẽ dẫn em làm tới. Và làm một cái ảnh thumbnail neo thật là đẹp ở trên cái cây mận đó. Cây mận đó nó chín. To chưa này? Ừ. Wow. Trúng mánh rồi. Này hai vợ chồng mình bất hương khoảng một yến ở trên này. Anh mệt bở hơi tai luôn này. Nói chuyện không ra hơi nữa. Đây, anh bỏ bế xuống anh hái cùng em nhá. Xách bế cũng được, không cần phải đeo. Đeo này anh hái không được. Đây, em cứ bỏ bế đi. Wow. Mà hái một tí mà đã được bao nhiêu này. Còn nữa không? Trái này là trái ấy rồi. Trái chín quá rồi. Ăn ngon lắm đấy. Mình ăn luôn các bạn. Ngọt. Mận tam hoa thì bên trong nó màu như thế này các bạn ạ. Nó không bị chua mấy. Tại nó chín rồi.
Tại sao lại gọi là mận tam hoa em? Không biết. Không biết hả? Mình sáng tác ra loại giống này. Cái này chắc phải hỏi ba nội, bà ngoại. Bà ngoại làm gì biết à? Ông ngoại. Ông ngoại cũng không biết. Biết rồi hả? Thì họ vừa mới mận này vừa mới có chưa được bao lâu. À mới có à? Tam hoa là ba hoa. Chắc có thể làm ba cái hoa. Cây này nó có ba hoa. Wow. Hôm qua nó chưa chín. Này nó mới chín này. U là trời này. Các bạn thấy sướng không? Đấy. Mận nhà, đây là mận của nhà chứ không phải là mận của nhà ông bà. Mận này thì mình ăn trực tiếp luôn mà các bạn thấy rồi đấy. Nên là đảm bảo là không thuốc nhá. Tại vì mận này bố mẹ trồng cho xác định là năm nay không có trái rồi. Đừng mất quả xanh quá em ạ. Để lần hai người biết. Đúng rồi. Sao em nhìn thấy được hay anh nhìn không? Ủa vậy lát mình phải đi một vòng nữa à? Hết mận tam hoa rồi đúng không? Ừ. Còn một cây. Còn một cây. Còn một cây kìa. Thì giờ cứ bước mận con đi khi em đổ em. U là trời. Lát lại phải... Lát hai vợ chồng mình lựa. Nhưng mà lựa được. Lựa đâu mà. Lúc em đổ vào xô em đổ từ từ. À em... U là trời. Tốt. Thế nào? Mận cơm ai lại hái? Mận cơm là tốt à? Ừ. À. Hèn gì mà. Chứ bé như là anh hái kiếp này mới được. Ừ nhá. U là trời, các bạn nhìn này. Cây này là ít nha, lát mình sẽ sang cây kia mình quay. Cực đẹp. Ăn cơm nhiều nhỉ? Ừ. Năm nay không nhiều á? Ừ. Bên trên cây bên trên kia có không? Tắt đi. Ừ. Kệ cứ quậy cũng được. Làm nhanh đi về ăn cơm. Đói à? Đúng mấy rồi. Mà bé ra đây anh. Để phút. Wow. Đúng cả lá. Cơm này người ta ít mua à? Ừ. Ít mua thì hái ít rồi. Nhiều khi người ta mua nhiều nhưng mà của họ sao to, to của nhà em tỉa hay gì. Cây trên này đâu nhá? Để lên anh xem nhá. Cây trên này không có mấy đâu em ạ. Hả? Nhưng mà trái nó to. Có trái nào là ra miếng đó. Ừ. Ngon.
thấy cây dưới kia chưa? Ừ. Thấy cây dưới kia chưa? Thấy rồi. Đỏ lóe. Đỏ chét. Mệt quá. Đường hơi dốc nên mệt. Thôi để mình tắt một tí, mình hái phụ em làm. Xong là lát nữa mình sẽ quay cây mận nhiều trái nhất cho các bạn coi nhé. Đúng rồi. Ây bỏ đây. Trên kia rồi. Ây da, da, da. Đây các bạn ơi, được nửa bế rồi. Nhưng mà còn mấy cây nữa thôi. Chuẩn bị tới cây nhiều trái rồi. Mình quay cho các bạn coi đây. Đấy, mận cơm nó nhỏ nên là tuốt lá rồi hái lâu. Đấy, các bạn nhìn thấy cây bên kia chưa? Úi là trời. Nó chín gì đâu. Cái này chỉ tuốt nhà em nhỉ? Cái đấy chín quá, không bán được. Kệ, cứ bắt về đi xong là để anh ăn. Họ không ăn anh ăn. Mang đi xong họ không ăn thì mang về. Ừ. Rồi, em qua đây. Em đứng. Để em hái hai quả mận cho hạt. Nặng phết rồi đấy, mười mấy cân rồi đấy. Đây, các bạn nhìn thấy không? Ô là trời, cành mận này. Đây là mận cơm, nên là nó nhỏ vậy các bạn ạ. Chín hết rồi này. Đấy, đây này. Ô là trời. Ô là trời mận này. Mận gì đâu mà nó sai. Đấy, đẹp chưa? Em đứng vào đây em ơi. Đứng vào đây. Đứng vào đây xòe tay ra cái chùm mận này. Đứng chỗ này này. Nào. Ôi thì em bẻ luôn mấy cái này về. Bẻ luôn á. Đây này, em túm hai cái em lôi vào. Đấy, thấy chưa? Wow. Kéo cái áo lên nào. Đấy, rồi. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Đấy, các bạn thấy cuộc sống vùng cao đấy. À, sáng nay mình cho em làm để hái mận. Đấy. Đấy, thì cũng quay lại cho mọi người xem, thì lát nữa mình với em làm sẽ đem ra đường đi bán và còn bao nhiêu để gửi cho những khách hàng. Nhưng mà mận cơm thì không thấy ai đặt nha em nhỉ. Từ từ ra. Thôi bây giờ mình cũng kết thúc video nha, để làm nhanh nhanh để về cho em làm còn đi bán, không đến muộn là hết chỗ, không có chỗ để ngồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha, bye bye.